Như vậy là Techno vừa mới cho ra mắt em Techno Bova 6 Neo này các bạn ạ, với mức giá nó ngang tương tự như là con Techno Bova 5. Năm nay thì Techno Bova 6 thì nó sẽ là một cái phiên bản có cái mức giá tiền cao hơn, và nó tất nhiên rồi, nó cũng sẽ có những cái công nghệ, cái thông số nó tốt hơn so với lại Techno Bova 5 trước kia. Còn đối với lại cái chiếc Techno Bova 6 Neo này có mức giá xem so với lại Techno Bova 5 vào cùng thời điểm mới ra mắt thì nó có gì đặc biệt? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video để tìm hiểu nó nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về mặt thiết kế. Nếu mà nói về mặt thiết kế thì xét theo cái quan điểm cá nhân của mình có phần là hơi thích nhẹ cái chiếc Techno Bova 5 hơn. Tuy nhiên ấy thì đối với lại cái chiếc Techno Bova 6 Neo này, nó vẫn giữ được cho chúng ta là một cái thiết kế vô cùng hầm hố. Có rất nhiều họa tiết phía sau và nhiều cái hiệu ứng thị giác các bạn nhé, như là hiệu ứng đồng tâm này, rồi là sọc ngang, sọc dọc, đầy đủ cả, đấy, sọc chéo cái thứ này kia. Nó cắt tạo ra một cái phần mặt lưng mà nhìn vào chúng ta sẽ ấn tượng ngay lập tức. Toàn bộ cái vỏ ngoài của con này thì nó sẽ được làm từ nhựa các bạn nhé. Màn hình mặt trước thì nó sẽ có kích thước là 6.78 inch, cũng giống tương tự như là Techno Bova 5. Và đây là kích thước màn hình mà Techno cũng đã là để trên rất nhiều các sản phẩm của mình rồi. Đấy, một cái kích thước mà mình thấy là nó không quá to cũng không quá bé. Phần viền màn hình mặt trước thì mình thấy là ở một cái mức ổn, không quá mỏng nhưng mà cũng không phải là quá dày. Tấm nền sử dụng sẽ là IPS LCD, độ sáng nó loanh quanh tầm khoảng là 580 nits. Thì đây là một cái độ sáng ổn, đủ để mà chúng ta có thể là sử dụng trong hầu hết mọi điều kiện. Và với một mức giá rẻ như thế này, mình sẽ không có đòi hỏi gì thêm. Tần số quét 120Hz mượt mà, độ phân giải Full HD khá là sắc nét và phần màu sắc tươi, nịnh mắt. Cảm giác cầm nắm thì rất là đầm, theo như mình ước chừng thì nó sẽ rơi vào khoảng là hơn 200g các bạn nhé. Đấy, rất là đầm, mặc dù là chỉ được hoàn thiện từ nhựa thôi. Cảm biến vân tay thì sẽ được đặt ở bên cạnh hông khá là nhạy. Có loa kép đầy đủ, có cả jack tai nghe 3.5. Và phụ kiện bên trong của con này thì không thiếu một thứ gì các bạn ạ. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Bên trong là chúng ta sẽ có là một cái gift code đấy, của Free Fire. Đây là một cái điểm rất là đặc trưng trên những cái dòng máy Techno Bova rồi. Rồi là chúng ta sẽ có là một cái ốp lưng silicon này, một cái củ sạc 33W này, một cái cáp sạc Type-C này và một cái tai nghe. Vậy thì còn gì nữa đâu để mà chê đúng không nào? Nếu mà nói về mặt phụ kiện, Techno vẫn là một trong những cái thương hiệu mà cố gắng làm sao đó trang bị đầy đủ nhất về mặt phụ kiện cho những thiết bị mà nó thuộc phân khúc giá rất là rẻ như thế này, tầm khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu một tí xíu thôi. Con này thì option RAM ROM của nó rất là thoải mái. Như cái phiên bản mình đang có ở đây thì nó sẽ có RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256GB các bạn nhé. Các bạn có thể là mở rộng thêm cái RAM ảo nữa là lên thành 16GB. Rất thoải mái để mà lưu trữ cũng như là đa nhiệm. Hiệu năng thì chúng ta sẽ có đó chính là con chip Helio G99 Ultimate. Nhìn chung ấy thì với con chip này nó cũng sẽ không có hơn nhiều so với lại Helio G99 đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Với trong tập tiền này, đây là con chip mạnh nhất ở thời điểm hiện tại rồi mà các bạn có thể lựa chọn được. Còn kể cả khi các bạn lên phân khúc cao hơn thì cũng chỉ là con Dimensity 6100 Plus. Con chip đó được cái là nó có thêm 5G, chứ nó cũng không phải là mạnh hơn so với lại cái dòng Helio G99 Ultimate này. Thành ra ấy là 4 triệu nó là một cái mức giá rất tối ưu nếu như chúng ta cần một hiệu năng để chơi game. Và với con chip này thì các bạn cứ tự tin, Liên Quân, Liên Minh hoặc là Free Fire thì nó đều chiến được tắt, ngon lành cả. Kết hợp với việc là con này nó còn có thêm một cái hệ thống tản nhiệt bên trong để giúp cho trong quá trình mà chúng ta chơi game ấy, đặc biệt là khi bật cái chế độ hiệu suất cao, nó sẽ tối ưu được về cái vấn đề nhiệt độ, tránh bị quá nhiệt, giúp cho máy có thể là hoạt động ổn định trong một khoảng thời gian dài hơn mà không có bị giảm hiệu năng. Giao diện của Techno thì cũng đã rất quen thuộc rồi, nó sẽ là iOS được tùy biến trên Android 14 mới nhất. Đây là một cái giao diện mà cực kỳ thân thiện và dễ dùng các bạn nhé. Camera thì em này nó sẽ có một cái cảm biến chính với độ phân giải 50MP. Chất lượng nhìn chung thì cũng khá là ổn. Như mình thấy rằng là cái phần mềm xử lý của Techno thì mình thấy là nó cũng nhỉnh hơn so với một vài hãng khác cũng đi theo cái hơi hướng giá rẻ ở trong cái tầm tiền này. Nên là mặc dù cái chất lượng phần cứng, tất nhiên rồi, với một cái chiếc máy điện thoại mà tầm khoảng hơn 4 triệu đã tập trung rất nhiều về cái khoản màn hình, rồi là hiệu năng, rồi là thiết kế, rồi là phụ kiện cái thứ này kia, thì rõ ràng ấy là cái chất lượng cảm biến của nó không có xịn sò. Và nhờ cái phần mềm này nó kéo lại được về mặt chất lượng ảnh cho ra thì nói chung là chụp vẫn ổn, rất là dễ nhìn các bạn nhé. Camera selfie thì sẽ có độ phân giải là 8MP và con này nó cũng có luôn đèn flash LED trước các bạn nhé. Khi mà các bạn vuốt trung tâm điều khiển xuống ấy, chúng ta sẽ có một cái chế độ ở đèn pin, đó chính là đèn flash 360. Các bạn bật cái này lên thì đồng thời cả đèn flash trước và đèn flash sau nó đều sẽ sáng lên. Thì trong một vài trường hợp đặc biệt kiểu như là cứu hộ chẳng hạn, hoặc là cần soi sáng cái gì đó, thì cái đèn flash 360 này nó rất là tiện. Ngoài ra thì chiếc máy này nó cũng sẽ có cái chuẩn kháng nước là IP53 và nó có được cái khả năng đó chính là thao tác cảm ứng khi mà màn hình nó bị dính nước. Tức là trong một vài trường hợp không phải là kiểu mà mình xuống nước mình thao tác cảm ứng đâu các bạn à, mà kiểu như mình đi tắm này, mình sử dụng nó để bật nhạc, mình rất hay sử dụng điện thoại trong phòng tắm luôn.
Đấy, tay thì cứ ướt ướt nhăn nheo hết cả lên rồi sau đó là cứ thao tác, nhưng mà kể cả cái con điện thoại 40 triệu, hơn 40 triệu mình đang sử dụng kia, nó vẫn là loạn như bình thường. Tuy nhiên thì đối với lại cái chiếc Tecno Bova 6 Neo này thì trong cùng một cái điều kiện như vậy, nó hoàn toàn không gặp phải tình trạng như thế. Đó, và pin của con này thì sẽ có dung lượng cũng rất khủng, nâng cấp hơn so với lại cái chiếc Tecno Bova 5 lên tới là 7.000 mAh, hỗ trợ công suất sạc nhanh là 33W. Mặc dù công suất sạc thì nó đã có cắt giảm hơn so với lại cái chiếc Tecno Bova 5 là từ 45W xuống còn 33W. Tuy nhiên thì mình thấy đây vẫn là một cái sự nâng cấp nó cân bằng, tại vì dung lượng pin nó được tăng lên thì sạc nó giảm xuống là hợp lý. Đó, và pin 7000 thì tất nhiên rồi, chúng ta có thể là chơi dài hơn mà không bị ngắt đoạn. Đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Tecno Bova 6 Neo này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.